Rồi, chào tất cả anh em đến với shop phụ tùng Trần Đạt nha anh em. Số điện thoại của Đạt 0915434973 anh em nhá. Hôm nay giới thiệu anh em cặp phục phụ Chanel. Thì bữa rất là nhiều anh em hỏi mình là phụ này còn phụ nail không, thì hôm nay có một cặp nha anh em, một cặp duy nhất à. Anh em nào cần liên hệ với Đạt nha, giá 450 một cặp nha anh em. Đó, anh em nào có thì chốt tốc độ, cần thì chốt tốc độ luôn giúp Đạt nha, có một cặp duy nhất thôi. Tình trạng á là ti cực kỳ đẹp, chưa xì dầu. Đây. Đó, ti rất là đẹp nha anh em. Bao cho anh em về là chúng ta gắn vô là xài thôi, không có cần phải làm cái gì hết á. Phụ này thì hình thức còn đẹp luôn em. Hình thức này anh em thấy không? Còn đẹp. Anh em mua về là chúng ta chỉ gắn vô là xài, không có cần phải sơn sửa, tút giảm là gì hết á. Phụ khu Chanel thì anh em cũng biết chất lượng rồi, mình không cần quảng cáo nhiều đó. Phụ khu Chanel thì rất là êm, và cũng như là nó gắn vô thì cũng được gắn cho nhiều loại xe luôn em. Quay Alpha nè, quay RS, quay S, khu Chanel, khu chở 2, khu chở mập. Anh em nhắn hồ sau được rất là nhiều cái. Và được cái thì cái phụ này thì cái hình thức của nó bên ngoài á, ngoại hình của nó rất là đẹp, cũng như là nhìn nó thanh mảnh chứ nó không có to giống như là cái phụ của khu chợ 1 nha. Nên là anh em gắn vô thì nhìn nó đẹp hơn. Đó, dành cho những anh em là chúng ta thích đi xe kiện thì chúng ta gắn cái cặp phụ này cũng được. Cặp phụ này nó rất là êm nha anh em. Cái phụ của khu chợ neo á, là cái nó êm là nhất là nhờ cái ti nó, cái ti rất là to nè. Thứ hai là cái cây lò xo của nó là nó rất là êm nha anh em. Về những cái đời cao sau này thì họ làm không biết tại sao cái lò xo nó khá là cứng. Thì mình đi thì mình cũng cảm nhận là cái lò xo đời cao nó sẽ cứng hơn cái lò xo của phụ chợ neo hay là phụ chợ 2 ha. Là anh em mua phụ chợ 2 rồi chúng ta đi, phụ chợ neo chúng ta đi rất là ngon. Ở trên này đúng á, mã nó sẽ là Kaifa này anh em. Nha, còn nếu mà phát cam thì nó là Kaifa nha. Đó, nó chỉ khác nhau vậy thôi. Phụ này bao nhiêu nha anh em, chưa phục hồi, chưa có phục hồi, chưa có xì dầu gì hết nha anh em. Tôi mua về là xài vô luôn, không cần phải suy nghĩ gì hết. Rồi, có một cặp duy nhất thì anh em nào cần liên hệ với Đạt ngay nha. Số điện thoại của Đạt 0915434973 anh em nhé. Một cặp phục khu Chanel rất là đẹp, dành cho những anh em nào có nhu cầu. Cảm ơn anh em rất là nhiều ha.